Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Lưu Nguyễn Minh Triết chủ trì buổi làm việc giữa Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố với Liên minh Hợp tác xã về kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn thành phố. Tại buổi làm việc, báo cáo của Liên minh Hợp tác xã cùng những phân tích của đại diện các quận, huyện, sở ngành đã cho thấy bức tranh toàn cảnh khu vực kinh tế tập thể tại thành phố. Với 148 hợp tác xã, 274 tổ hợp tác đang giải quyết việc làm cho gần 20.000 lao động. Tuy nhiên, quy mô kinh tế của khu vực này còn nhỏ lẻ, hoạt động manh mún, thiếu liên kết và ít nhân tố điển hình, chưa phát huy hết tiềm năng, lợi thế như yêu cầu đã đề ra. Hiện nay, có hơn 20 chính sách hỗ trợ theo ngành, lĩnh vực quản lý, trọng tâm về thuế, phí, hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, đổi mới công nghệ, hỗ trợ vốn, lãi suất, v.v. Nhưng phần lớn chưa đến được với các chủ thể do thiếu thông tin và bản thân chủ thể không đủ năng lực và điều kiện tiếp cận. Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lưu Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, để phát triển kinh tế tập thể bền vững và toàn diện đúng với tinh thần nghị quyết số 20 của Trung ương và chương trình hành động của Thành ủy Đà Nẵng, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Trước tiên, Liên minh Hợp tác xã và Ủy ban nhân dân các quận huyện tập trung rà soát lại thực trạng hoạt động của khu vực kinh tế này trên địa bàn, nòng cốt là các hợp tác xã, rà soát các chính sách hỗ trợ hiện hữu, đánh giá lại năng lực hoạt động của các hợp tác xã và tính khả thi của các chính sách. Trên cơ sở đó, nắm bắt nhu cầu nguyện vọng phát triển, đề xuất các giải pháp hỗ trợ phù hợp khả thi, tạo động lực thúc đẩy kinh tế tập thể phát triển. Nhận thức một cách đầy đủ hơn về kinh tế tập thể trong bản thân quan điểm của cán bộ công chức, trong tham mưu chế độ chính sách và các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế tập thể. Thì cái ý thứ nhất là như thế. Cho nên gắn với cái này là phải đẩy mạnh và tiếp tục công tác tuyên truyền. Tuyên truyền trong cả bộ máy và đến cả người dân. Và cái quan trọng là để người dân, những cái chủ thể mình quan tâm á, để người ta thấy được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước với cái lĩnh vực đối tượng của mình, để người ta có động lực, người ta vươn lên, người ta đổi mới, người ta sáng tạo, người ta vươn lên làm giàu chính đáng và người ta tham gia vào những tổ hợp tác. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy một lần nữa khẳng định, phát triển kinh tế tập thể là xu thế tất yếu, khách quan, có ý nghĩa chiến lược lâu dài, là chủ trương xuyên suốt nhất quán của Đảng và Nhà nước. Yêu cầu người đứng đầu các cơ quan địa phương, đơn vị liên quan, các chủ thể trong khu vực kinh tế tập thể phải nhận thức rõ, sâu sắc quan điểm trên để vào cuộc một cách mạnh mẽ, quyết liệt, phát huy vai trò của kinh tế tập thể, hợp tác xã trong phát triển bền vững toàn diện thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng thành phố phát triển nhanh, bền vững, văn minh và hiện đại.